Con vịt. Vịt là một trong những loài chim nước kích thước nhỏ. Vịt có thể bơi, đi lại trên mặt đất, bay hay thậm chí là lặn dưới nước để tìm kiếm thức ăn. Chân vịt có màng, màng này giúp vịt bơi dễ dàng hơn ở dưới nước. Chân vịt không có các dây thần kinh và các mạch máu, cho nên những con vịt không hề cảm nhận được cái lạnh. Con gà. Gà là loài gia cầm cung cấp thịt phổ biến. Ở loài gà có sự khác nhau rõ rệt giữa gà trống và gà mái. Gà trống thường cất tiếng gáy vào buổi sáng hoặc các thời gian cố định trong ngày, có màu to, có bộ lông óng mượt, màu sắc sặc sỡ. Còn gà mái thường cục tác ầm ĩ sau khi đẻ trứng và khi gọi gà con.